tất cả những gương mặt thân quen cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả. Những gương mặt thân quen cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ ra sân khấu để chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời cả những gương mặt thân quen cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ ra sân khấu. Xin mời. Cả những gương mặt thân quen cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tổng Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả những gương mặt thân quen cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Tất cả những gương mặt thân quen cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ ra sân khấu để chào quý vị khán giả. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Còn gì với tất cả những gương mặt thân quen cùng tất cả quý vị với nhạc phẩm Tương Hoài miền Tây đã khép lại chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số 8. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ ra sân khấu để chào quý vị khán giả.